Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là tượng Tỳ Hưu đá mã não. Tác phẩm có kích thước dài 21, rộng 10,5, cao 15,5 cm. Khối lượng 3,5 kg. Tỳ Hưu được tạc từ đá mã não tự nhiên có năng lượng mạnh, chạm trổ tỉ mỉ sắc nét, khắc họa hình dáng Tỳ Hưu vô cùng uy dũng, giúp cho gia chủ cản đi các dòng từ trường xấu, thu hút vận khí tốt. Theo truyền thuyết thì Tỳ Hưu là con vật có miệng rộng mông to, rất thích ăn vàng bạc và châu báu. Tuy nhiên tỳ hưu không có hậu môn nên tất cả vàng bạc đều bị giữ lại. Chính nhờ đặc điểm này tỳ hưu được xem như linh vật dùng để chiêu tài và giữ tiền trong kinh doanh. Ngoài ra, tỳ hưu chuyên hút tinh huyết của yêu ma nên còn có tác dụng hộ mệnh, trừ tà. Đối với linh vật tỳ hưu, chúng ta nên để trên bàn làm việc, phòng khách, bàn thờ thần tài, cửa hàng kinh doanh để chiêu tài lộc, để trong két sắt để giữ tiền để biết thêm thông tin về giá sản phẩm quý anh chị vui lòng truy cập link về website ngọc thạch thảo bên dưới phần mô tả